Hello anh em nhé, hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn anh em với cách nối một cái mạch khởi động tự động cho cái máy phát điện mà dùng một cái chìa khóa đè. Cái này thì mình áp dụng cho trường hợp chúng ta lắp ATS đấy. Vừa rồi thì mình có một vài anh em hỏi về cái cách đối nối lắp đặt đấy cho cái hệ ATS cho chìa khóa đè sử dụng những cái cục chuyển nguồn tự động của Trung Quốc. Đấy. Thì mình đang làm cái chủ đề ATS thì hôm nay sẽ làm cho anh em luôn để anh em dễ hình dung mà có thể tự thực hiện được nhá. Quan trọng là mình có thể tự lắp ráp được một cái tủ ATS nếu như chúng ta mong muốn. Ở đây thì mình đang chuẩn bị sẵn cái ổ khóa đè. Trong một cái máy phát điện thông thường chúng ta thấy là một cái ổ khóa đè này quá quen thuộc rồi. Ở trong xe cũng như là trong các cái thiết bị về động cơ diesel thì nó hay sử dụng một cái ổ khóa này. Đây là một cái ổ khóa được mình đánh giá khá là ok, sử dụng rất là nhiều rồi, chạy cực tốt luôn. Đấy, chạy cực tốt luôn anh em nhé, khẳng định với em cực tốt luôn. Tiếp điểm cái dòng bìa chịu đựng được của nó rất là ok. Cái này sản xuất ở Thái Lan nhé. Ở Nhật thì mình không thấy bán ở đây, nhưng mà Trung Quốc thì cũng hình như cũng có, nhưng mà mình thì hay nhập loại này về. Những con khóa này thì nó sẽ có mấy cái chân chức năng như này. Đầu tiên thì để sử dụng được ấy, thì nó sẽ cần cái một vài cái tín hiệu như sau. Cái chữ ACC ở đây ấy, thì nó chính là cái chức năng răn. Chức năng răn nhé. Chức năng răn là khi bật chìa khóa on này ấy, thì cái chân nguồn nó sẽ đóng sang răn, sang ACC. Đây là chân nguồn anh em nhé. Chữ B tức là battery, là dương của bình. Thì cái chân này nó sẽ đóng đây. Bình thường chúng ta mở một khóa lên là chúng ta sẽ vặn on. Đây sẽ đóng sang với lại cái chân ACC này. Chân này sẽ cấp cho mở nhiên liệu này, cũng như là cấp cho một vài vòng đường đen để nó sẽ hoạt động ở chế độ sạc, cũng như là một vài cái chức năng bơm nhiên liệu và cấp nguồn cho một số hệ thống điều khiển. Đấy thì là ACC này sẽ là đóng với lại chân B cộng thì người ta bật on nhé. Ngoài ra thì nó có cái chân R1, R2 là hai cái chân mà là hai cái chân của dây của cái con điện trở sấy bùng đốt đấy. Điện trở sấy bùng đốt này thì nó sẽ được cấp một cái nguồn từ B cộng sang, tùy thuộc vào chúng ta vặn là nó sẽ có hai cái chế độ. Cái chế độ đầu tiên ấy là chúng ta sẽ vặn ngược cái chìa khóa này vào. Đấy. Thì B nó sẽ được thông với lại R2 thì phải, mình nhớ không nhầm. Đấy. Thông với R1 nhé, vặn ngược chìa khóa là B thông với R1. Đấy, và khi chúng ta vừa đè ấy, thì nó cũng được cấp vào chân R2 luôn. Đấy. Đây là hai chân của điện trở sấy là R1 và R2. Chúng ta sấy vặn ngược chìa khóa thì nó sẽ cấp vào cái chân R1, anh em nhớ nhá. Còn khi mà đè thì nó sẽ giống như chân đè, nó đóng với R2. R2 và chân đè nó sẽ phải không được dính với nhau. Nó cũng đóng với chân đè là chữ C này. Chữ C ở chân đè này. Khi mà vặn vào chế độ đè thì hai chân này được đóng với B. Nhưng mà hai chân này không phải là một. Đó. Rồi. Nó còn một cái chức năng nữa. Đó là cái chức năng về RB thì nó đóng chung với lại cả chân ACC này. Hai chân này nó cùng được cấp khi chúng ta vặn về răng. Đó. Thế thì thứ tự của mình sẽ là sấy là vặn ngược, B cộng sẽ cấp vào R1. Rồi on thì B cộng được cấp vào chữ ACC, đồng thời cấp vào RB. Và chúng ta vặn về đè thì nó sẽ được cấp vào, thứ nhất là nó sẽ cấp vào chữ đè này. Cái thứ hai là ACC vẫn có này. Cái thứ ba là R2 sẽ có này. Và cái thứ tư nữa là cái BR cũng có luôn. Đó. Thì đây chính là cái nguyên lý đè của một cái ổ khóa cơ. Thì bây giờ chúng ta sẽ lắp với cái mạch khởi động tự động như nào. Thì đầu tiên ấy, thì vấn đề ở chỗ tự động ấy, thì cái chìa khóa này chúng ta sẽ rút ra, không cần sử dụng nhé. Trên tay mình là một cái mạch khởi động tự động có chức năng bảo vệ luôn, bảo vệ nước nhớt. Đấy, cái phiên bản này thì khá là thông dụng thôi. Nó sẽ có cái chức năng là B cộng B trừ. Rồi mình hướng dẫn anh em nhé. B cộng B trừ thì với cái bo này là anh em sẽ lấy chân B cộng ở đây. Chúng ta nối với cái chân B ở trên cái ổ khóa này. Chân B ở ổ khóa này. Mình sẽ lấy cái dây điện mình nối vô thôi. Cái dây điện nối vô thì chắc chắn là anh em sẽ nối vô bình thường. Mình sẽ hướng dẫn anh em thôi, mình không có thao tác của cái phần này. Chỉ các em đấu, chúng ta cần phải biết đấu nối dây điện. Đấy. Ở cái kìm này của mình hôm nay bị kẹt. Rồi. Bị kẹt hay là dây? Trời. Cái dây nó tụt vô. Đó. Thì em cứ nối thôi. Em nối cái chân B cộng ở đây. Trên này nó có cái sơ đồ để chúng ta đấu nối. Đây mình làm ví dụ nhé. Làm ví dụ cho anh em thôi.
Rồi anh em về anh em cứ đấu nối y chang vậy thôi. Cái này nó khá là đơn giản thôi. Chúng ta cần phải có một cái tô vít. Chúng ta cần phải có chính xác là hai cái tô vít nhé. Đấy. Một cái tô vít nhỏ để chúng ta xoáy cái chân bê cộng này. Chúng ta nối song song nhé. Anh em nhớ chú ý nhé. Cái hệ thống điện của nó nối với như này như thế nào chúng ta để nguyên. Chúng ta chỉ cần kẹp rô dương ở đây. Rồi chúng ta sẽ nối chung vào cái chân đề này. Cái video này thì mình cũng đã hướng dẫn nhiều lần nhưng có thể anh quen sẽ bỏ quên. Em có thể bỏ quên, bỏ qua cái video mình hướng dẫn trực tiếp. Đấy. Buổi tối hôm nay về thì mấy bữa nay giao hàng nó cũng hơi nhiều, nó cũng hơi bất mài một tí. Nên là mình cũng tranh thủ mình làm cái video này thôi. Đấy, chúng ta nối vô như này. Tốt nhất là anh em có cái cốt nhá. Chúng ta nối vô. Đây là mình hướng dẫn cách làm thôi. Còn anh em sẽ tự động thực hiện tùy theo cái độ khéo léo của anh em sẽ làm cái này nó có đẹp hay không. Đấy, chúng ta sẽ tìm cái mối nối. Chúng ta tìm cái mối nối, tìm cái vị trí chúng ta để như này nhé, để cái này làm sao phù hợp. Rồi, đây là ví dụ một dây nhá. Cái dây B trừ này thì anh em sẽ nối với lại mát. Nối với mát là vỏ máy đấy, là âm bình AQ. Âm vỏ máy chúng ta sẽ tìm một cái vị trí, thậm chí anh em có thể là lắp nghe một cái con ốc mà anh em khoan vào trong cái vỏ máy này được rồi. Đấy là chân B trừ này. Tiếp theo là cái chân heater chính là cái chân sấy. Cái chân sấy của mình ở đây nó chính là R1 nhé. R1 thì em sẽ nối một cái dây heater sang con R1. Rồi. Nhưng mà anh em có nối được sấy không ạ? Về nguyên lý là chúng ta sẽ xuất cái tín hiệu vào đây, là có điện để nối vào đây, nhưng mà em không làm được như thế nhé. Mình làm như thế là nó sẽ bị cháy ngay cái tiếp điểm của con dây này, vì cái dây sấy thì nó sẽ cần cái nguồn dòng cũng khoảng 30 đến thậm chí là 60 ampe, 30-60 ampe tùy thuộc cái máy của anh em. Thì anh em phải dùng một con dây len như này. Con dây len này có cái tiếp điểm của nó là nó chịu được khoảng 30 ampe. Anh em sẽ chịu được 10 đến 30 ampe. Con này thì nó chịu được 24 V và cái dòng chịu của nó được là 20A. Có con này nó chạy được 30A. Thế thì thông thường anh em sẽ phải nối qua một con dây len này. Tìm nó nguyên lý trước nhé. Rồi sau đó mình sẽ làm mẫu cho anh em một con. Cái chân heater này nó sẽ được nối vào cái chân R1, ổ khóa là cái chân sấy. Cái chân crank thì mình sẽ nối với chân C. Ở đây có chữ crank này, chúng ta sẽ có cái chân C ở đây, chính là cái chân đề. Cái chân fuel chính là cái chân ACC nhé. Fuel chúng ta sẽ nối vào ACC. Mình sẽ đọc lại nhé, có mấy cái nút cơ bản thôi. Heater thì nối với R1, crank thì nối với C, fuel thì nối với ACC. Và chân stop chính là cái chân tắt máy. Nếu trong cái con máy của anh em mà nó có cái chế độ là tắt chìa khóa đi tự tắt máy, không phải nhấn một cái nút ấy, thì anh em không cần phải nối cái chân stop này nhé. Còn đối với một số cái thiết máy mà nó cần cái chân stop như là hít vô để tắt máy ấy, có cái nút nhấn ở bên ngoài thì anh em sẽ nối cái chân stop này cho cái con chuột tắt máy. Đây là những cái chân tín hiệu ra, nó chỉ có cái nguồn dòng rất là thấp, nó chỉ có 5 ampe thôi. Chính vì thế mà mình không thể đưa điều khiển cho trực tiếp các cái thiết bị được, mà mình phải điều khiển qua một con dây len này. Nên tất cả những cái phần như thế này chúng ta sẽ đi qua một con dây len. Con nhỏ nhất thì chúng ta phải sử dụng cái con này. Còn nếu mà trường hợp mà những con mà công suất lớn, ví dụ như nó lên 50 hoặc 60 ampe ấy, thì anh em phải dùng một con dây len. Cái con dây len có cái nguồn dòng lớn hơn, tùy thuộc vào cái tải mình sử dụng bao nhiêu thì mình sẽ lắp con dây len tương tự như thế. Thế thì ở đây nhá, con dây len này là con dây len 5 chân. Chúng ta không cần sử dụng cái chân màu đỏ nhé. Chúng ta không sử dụng cái chân màu đỏ này. Cái chân đỏ là cái chân tiếp điểm mà thường đóng, hay còn gọi là chân NC, thì chúng ta không cần sử dụng. Anh em có thể tháo ra hoặc anh em bỏ chân này đi. Mình thì mình muốn gọn nên mình tháo bỏ luôn. Mình sẽ tháo bỏ luôn cái chân C này, cái chân con dây len đi. Thì chỉ có 4 chân như này thôi cho nó gọn. Thế cách đấu như thế nào? Đầu tiên ấy thì nguồn này nó thấp, và thì chúng ta sẽ cần xác định đâu là chân điều khiển và cái chân nào là cái chân tiếp điểm nhá. Con dây len thì anh em chắc là anh em biết rồi. Anh em không biết dây len chắc là anh em cũng không thực hiện được cái này đâu. Rồi. Thì nó chưa vậy chứ không có dây len thì mình chỉ chân mình làm cũng được nhá. Với cái sơ đồ như này thì nó sẽ có hai chân đỏ, bây giờ chúng ta chỉ còn 4 chân thôi. Cái dây xanh này thì chúng ta, ví dụ chúng ta nối với sấy thì chúng ta sẽ đưa vào cái dây sấy ở đây, là cái dây số chân số 3. Đấy. Đây là chân số 3. Rồi. Chúng ta sẽ đưa cái chân sấy vô là cái dây màu xanh nhá. Anh em không hiểu dây len thì anh em cứ làm theo cái màu của mình. Rồi. Cái này thì bảo nó có chạy hay không thì chắc chắn là chạy nhá. Mình cam kết với anh em là nó hoạt động. Mình làm cái này nó quá nhiều rồi. Đấy. Thì không phải là giống điếm hoặc là chém gì đâu.
Tiếp theo là mình sẽ có cái dây màu đen là mình sẽ nối với vỏ máy, chính là nối với con ốc hoặc là một cái vị trí là mã tốt, đen là âm nhá. Vậy là xong hai dây. Còn hai dây nữa mình nối với cái gì ạ? Hai dây này nữa thì mình sẽ nối, thứ nhất là cái dây nguồn. Tiếp điểm thì nó sẽ cần phải nguồn, nó cần phải có nguồn nhá. Đấy, thế thì anh em nối với đâu? Cái dây nguồn ấy thì mình sẽ nối chung, thường mình ký cái màu vàng đi, là cái dây dương nhé, vàng là nối với B cộng đấy. Các cái tiếp điểm khác thì nó cũng tương tự như này. Tất cả con le thì nó ví dụ như con mỗi một tiếp điểm ấy của khóa thì nó đều cần nối với cái dây dương. Tí nữa mình nối vào ba con le thì nó sẽ kín hết cái chân ở chỗ này luôn. Thì anh em cần ép cái cốt vô, hoặc là anh em có thể ép một cái cốt vào một cái dây lớn cho chúng ta nối cái mối nối ở ngoài nhá. Tránh trường hợp nó nhiều dây ở chỗ này quá thì nó sẽ không có được chắc chắn ở cái con ốc này. Rồi, thế nó còn cái dây trắng còn lại, ví dụ con này là mình đang là heater thì mình sẽ đưa vô vào trong chân R1 nhé. Đấy, như vậy là xong. Em phải làm ba con giống hệt như này luôn. Đấy, mát thì mình nối mát chung. Còn từng chân chức năng điều khiển thì anh em sẽ đưa vô cái chân điều khiển kia. Đấy. Anh em mà không biết không hiểu nguyên lý của nó thì một anh em xem cái cấu tạo giống như mình vừa nói, hai nữa là anh em tìm hiểu xem cái con dơ le này nó như thế nào, bên trong như nào. Tốt nhất là anh em mua con dơ le và anh em nhìn cái sơ đồ này em sẽ hiểu và em thử test nó xem là vận hành thế nào nhé. Thì bây giờ là mình đã nối xong rồi, ví dụ bây giờ mình sẽ nối xong cái chế độ heater này thì nó tương tự nhé. Khi mà cái mạch nó chạy ấy, thì là nó sẽ điều khiển tương tự như mình vặn chìa khóa ngược vào đấy, thì cái chân B nó được nối với chân R1 này đó. Chính vì thế mà cái chìa khóa chúng ta phải rút ra, chúng ta không sử dụng cái chìa khóa để tránh nó xung đột nha. Ba chân đè và chân siêu nữa thì chúng ta làm tương tự như thế này, chúng ta cần ba con cửa le nhé, ba con cửa le. Vậy là ok, đó khá đơn giản đúng không? Con cửa le có bốn chân, một chân thì chúng ta nối là cái dây màu xanh và chân heater là một chân của coil, một chân còn lại chúng ta nối với vỏ máy là B trừ, hai chân còn lại là hai chân tiếp điểm chúng ta nối với dương và chân còn lại. Thế tương tự con dơ le khác chúng ta làm nào, dơ le khác ấy, với con tiếp điểm khác, với cái chức năng khác ấy, ví dụ như chân đè ấy, thì chúng ta lấy một chân dương là chân tiếp điểm vào đây. Tương tự này, dương bắt buộc phải có nhá, và chúng ta nối cái chân còn lại là cái dây màu trắng này sang chân đè. Vậy là ok đối với cái con bài sử dụng ổ khóa đè. Thế trên cái con này thì nó còn mấy cái chức năng nữa, cái chân tí mót này là stop không dùng này. Cái chân tí mót này chúng ta điều khiển là như nào? Ở đây nó sẽ có hai cái chân nữa là chân water và cái chân oil. Chân water là chân cảm biến nước, thì chúng ta sẽ nối với cái công tắc nước ở trên máy nhé. Ở trên máy phát điện này, thì nó sẽ có cái cảm biến nước, thì chúng ta nối lấy cái này, chúng ta nối ra cái cảm biến nước là ok, còn không có chúng ta không cần nối. Và chân oil này cũng thế, chúng ta sử dụng thì chúng ta nối, còn không chúng ta sử dụng không sử dụng thì thôi. Nhiều khi là trên máy nó có chức năng bảo vệ ngăn nước nhất rồi thì chúng ta không cần sử dụng này. Đây là chứng tích cái tính năng mở rộng, nó có thể kết hợp chạy cùng với lại cái hệ thống điều khiển và cái bảo vệ ở trên máy luôn đó, thì mình sẽ kết hợp, mình có thể dùng chung dùng thêm cái tính năng này. Không có thì của máy tốt hoặc là ok rồi, chúng ta cũng không cần phải nối hai cái chân water và chân oil này nhé. Còn ở dưới này thì là cái chân này, cái bo mạch này nó có thể sử dụng được nhiều chức năng. Thì thông thường cái bo anh em làm ấy thì nó sẽ có ghi hiệu NL ở đây. Đây chính là lấy điện 220 thì nó bảo vệ luôn cả chức năng điện 220. Còn anh em không muốn sử dụng bảo vệ cái chức năng là điện áp thì anh em không cần phải đối hai chân này. Rất là khá đơn giản đúng không ạ? Thì từ cái bộ này nó sẽ thay thế cho cái ổ khóa đè của chúng ta. Thế bây giờ làm thế nào để kích hoạt được nó đè? Thì chúng ta sẽ thấy có cái chân remote ở đây ạ. Chân remote là cái chân số 7 ở đây. Cái chân số 7 này nó chỉ cần để hoạt động được đè máy á, thì anh em chỉ cần lấy cái chân số 7 này, em dí nó vào cái chân B trừ, nối vào chân B trừ, tức là cấp nguồn âm cho cái chân số 7 ấy, thì là cái máy ngay lập tức nó sẽ thực hiện cái quy trình là xông xấy đè. Đấy, anh em lấy cái chân số 7 đây, em nối với lại mát nhá. Đấy, thì cái chân số 7 này được nối với cái gì? Thì thông thường chúng ta có thể nối với cái bo mạch điều khiển ATS, hoặc là chúng ta nối với một con dơ le thôi, một con dơ le để nó nhận biết được có điện lưới hay không có điện lưới ấy. Đấy, cái dơ le là kiếng 220. Đấy, cái chân này thì anh em sẽ nối với lại cái chân remote nhá, remote star của cái hệ thống ATS. Đấy, thì đơn giản nó là cái chân remote này được cấp B trừ thì nó sẽ tiến lần lượt ra cái tín hiệu là tín hiệu heater này, rồi tín hiệu fuel này và tín hiệu đè đó. Và khi ngắt hai cái tín hiệu này thì ra, khi mà chúng ta bỏ cái chân heater này ra thì nó sẽ ra cái tín hiệu stop để tắt máy nhá. Đấy chính là cái quy trình vận hành của nó. Thế anh em thực hiện đấu nối xong cái phần này rồi thì coi như chúng ta là hoàn thành được 90% rồi.
chúng ta hoàn thành được 90% rồi nhá. Chúng ta lắp xong chúng ta cứ cấp cái chân remote này xuống âm mà thấy nó thực hiện là xong sấy đề, như vậy là ok rồi. Cái máy này khá đơn giản, tin chắc là anh em sẽ thực hiện được, sẽ làm được. À, còn anh em nào mà như mình có nói là mấy cái chức năng bảo vệ ấy, thì có bảo vệ điện áp và bảo vệ nước nhớt ấy, thì anh em có thể lắp hoặc không lắp nhé, tùy thuộc vào anh em muốn sử dụng hay không. Còn tương tự sau khi quá trình mà lắp đặt xong ấy, anh em muốn cài đặt cái thời gian này ấy, thì nó sẽ có cái hướng dẫn sử dụng, hoặc là anh em sẽ liên hệ mình sẽ chỉ cho cái cách cài đặt nhé. Rồi, mỗi một cái bộ điều khiển có cái cách cài đặt. Đấy, như vậy là ok rồi. Và bây giờ mình sẽ test thử cái chế độ làm việc của nó nhé. Bây giờ mình không sử dụng con relay nữa, tại vì relay thì anh em khó có thể nhìn được. Thế thì mình sẽ sử dụng một cái đèn led nhá. À, một cái bóng đèn thôi, chứ đèn led đâu. Mình sẽ cấp nguồn cho nó rồi mình sẽ thử cho anh em xem. Còn cái này chỉ là demo thôi chứ mình không cần sử dụng cái này. Còn anh em nào mà vẫn chưa hiểu rõ hoặc không có phụ tùng thì có thể mua thử về làm một cái nhá. Chúng ta phải vừa nói, chúng ta vừa làm thì chúng ta mới dễ hình dung ra. Đấy, chứ nhìn vô cũng chả hiểu được mấy đâu. Đấy thì anh em cứ có cái ổ khóa này và trên tay cầm cái ổ khóa rồi nghe xem cái video của mình nói rồi anh em làm theo. Thế thì chắc chắn là em sẽ làm được. Chứ còn chưa có cái ổ khóa cũng như là chưa có cái mạch này nói thì kiểu như là mình có nghe gọi là nghe lý thuyết suông ấy thì nó cũng không thực hiện được cái gì hết đấy. Đấy, em chưa hình dung ra hết thì cũng không sao, em cứ lấy về rồi anh em làm thì ra thôi. Mình chưa hướng dẫn ai mà lắp cái này là chưa thành công hết đấy. Đấy, nên là em cứ tự tin mà mua về nhé, nó trả đáng bao nhiêu tiền đấy mà. Còn bây giờ mình sẽ có cái nguồn ở đây, mình sẽ có cái nguồn của mình ở đây. Cái nguồn này là cái nguồn 12V rồi, 12V chả sao. Rồi mình sẽ nối dương cho nó. Là dương nó bắt buộc rồi. Đấy, dương nối như nào thì mình vừa có nói rồi nhé. Rồi tiếp theo mình sẽ nối cái chân tín hiệu. Chúng ta sẽ lắp cho cái đèn đi. Lắp cho em cái bóng đèn này để cho em thấy được là quan sát được cái tín hiệu ấy. Quan sát được cái tín hiệu cho chúng ta gọi là trực quan đây. Mắt thì nhìn, tai thì thấy. Rồi, bóng đèn này của mình là nó cái bóng đèn này là mình sẽ nối sẵn một chân âm. Thì tương tự như con tơ le chúng ta sẽ nối sẵn cái chân âm. Đấy, chân âm thì mình sẽ nối vào âm luôn. Đây là cái đèn sợi đốt 12V. Rồi chân còn lại thì mình sẽ nối với lại cái chân gì? Chân đề nhá. À, chân sấy nhá. Ở đây nó lại khổ, nó lại có mấy cái nhỉ? Nó lại có 3 cái tiếp biển, còn mà cái đèn mình lại có 2 cái nhưng không sao. Chúng ta thấy cái chân siêu, chân đề này cung cấp. Rồi bây giờ mình sẽ nối vô cái chân này, chân đề đi. Con đề này có công suất nhỏ thôi nên mình dùng trực tiếp được. Xong rồi anh em, vậy thôi rồi. Cấp nguồn lên, rồi. Anh em đã thấy là cái đèn nó lên rồi. Nhưng mà chưa nói lên điều gì. Tại vì nó chưa hoạt động đúng không? Chưa hoạt động ở đây là do chúng ta chưa cấp cái tín hiệu điều khiển cho nó. Như đã nói chân số 7 nhé, anh em thấy là chân số 7 này là chân remote này, 24 chân số 5, 245 rồi chúng ta sẽ lấy cái chân số 5. Rồi anh em cấp mát cho nó đúng không, anh em cấp mát cho nó này. Đấy, mát đâu, mát đây. Rồi chúng ta ngay lập tức chúng ta thấy cái đèn sấy này. Rồi anh em quan sát nha, nó lập dễ không, tí xong rồi chúng ta cấp vô thì chúng ta sẽ thấy là đầu tiên là sẽ cấp với chân heater. Anh em quan sát cái đèn đây là báo trạng thái nhé. Đây là chân tiếp điểm và cái đèn là báo trạng thái. Ta cấp mát rồi. Cái đèn gì sáng đây? Đèn fill và đèn crank sáng. Là fill và crank sáng là không có heater đúng không? Tại vì sao ạ? Tại vì heater mình đã để chế độ là không có sấy nên nó hoạt động ngay nhé. Hoạt động nhanh. Rồi. Thời gian đề thì nó sẽ có một thời gian đề xong nó mới tắt. Đó, đề một lý là tắt. Đó, tắt đề rồi. Rồi, trên heater mình đang tắt chế độ heater nhé. Nên là anh em thấy nó không sáng thì mình bỏ trên heater đi. Mình sẽ cho cái chân fill đi để cho em thấy là cái trạng thái không có sấy là gì ạ? Tức là mình sẽ với một số cái máy phát điện nó sẽ không cần chức năng sấy, nó cần nổ ngay và nó không cần chế độ sấy, nó nổ được luôn. Rồi ví dụ giả sử như máy xăng đó, em quan sát này, bây giờ mình sẽ cấp mát cho nó này. Rồi hai đèn sáng nó hơi lỏng nhá anh em. Cái đèn ở đây là lỏng. Rồi
Chúng ta cấp remote cái ngay lập tức fill và cái ánh sáng là hai cái đèn là sáng đây. Và chúng ta chờ một chút xíu thì là hai cái đèn cũng tắt luôn. Crank 10 giây không nổ thì nó cắt crank và nó cắt fill luôn nhé, sau một tí xíu nó để lại. Đấy. Còn khi mà crank mà nó nổ lên mà máy nổ được rồi thì nó chỉ duy trì được cái điện fill thôi. Nó do nó không xác định được cái tín hiệu nổ máy ở đây chính là do hai cái gì ạ? Là không có cái tín hiệu phản hồi về, tức là không có nước và cái điện áp về. Nên là nó sẽ hiểu là nó không nổ được, nó để 3 lần tiếp theo. Đấy. Rồi đấy, 3 lần hết lần này nó sẽ báo lỗi, nó không cho chạy nữa. Mình đang để cái thời gian là 8 giây nhé. Còn em muốn cài đặt cái thời gian thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách cài đặt thời gian ở một cái video hướng dẫn cài đặt cái này, chứ không cho vào cái video này nó dài quá. Đấy, đơn giản như vậy thôi, nó đã hoạt động mình. Và ok, video này mình sẽ tạm dừng ở đây. Mình tránh làm video dài quá thì anh em xem nó mỏi và anh em không thực hiện đấy. Nó sẽ bị lõa ấy. Thì mình sẽ làm từng cái video nhỏ một để anh em làm cho nó có sự tập trung hơn và dễ thực hiện hơn. Đó, thì đây là cái nội dung mình sẽ đã hướng dẫn anh em cách đấu nối một cái mạch AutoStart cho cái hệ thống máy phát điện mà sử dụng chìa khóa để chúng ta hoạt động trên chế độ ATS. Hôm nay mới chỉ là kích hoạt để cho cái máy nó nổ thôi. Còn nếu mà hoạt động được thì chúng ta cần một cái hệ thống điều khiển ATS nữa nhé. Thì có nhiều cái lựa chọn khác nhau, thì mình sẽ giới thiệu từng cái module riêng vào những cái video tới nhé. Bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhé.